Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với kênh Phong Thủy Sa Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Quý Sửu có vận trình tốt đẹp, công việc hanh thông thuận lợi. Do được tăng hợp cục với tháng nên những gia chủ tuổi Quý Sửu được quý nhân tương trợ giúp đỡ, khiến cho mọi việc đều diễn ra thuận lợi, tiền bạc ùn ùn chảy vào chật két. Để biết được vận trình tuổi Quý Sửu trong tháng 8 âm lịch gặp được những may mắn gì, thành tựu trong tháng 8 rực rỡ ra sao và còn có những điểm gì cần lưu ý, xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có mệnh là tang đố mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè, chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người khác. Đây cũng có thể được coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Người này nên tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bởi điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm hai người trở nên phai nhạt. Với những người đã kết hôn, không nên mắng mỏ cái cọ với con cái của mình, hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm gia đình của mình cùng các thành viên trong gia đình, gia tăng tình cảm hơn nữa. Tin vui với những người tuổi Quý Sửu trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc rất đáng mong chờ, đặc biệt là về tài lộc. Không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vì tài bạc đến nhanh nên một số người sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Về phương diện tình cảm của người tuổi Quý Sửu, tháng này không thật sự khởi sắc. Gia đình, bạn bè sẽ dễ xảy ra những tranh chấp, cãi cọ không mong muốn. Dù trong hoàn cảnh nào cũng hãy bình tĩnh để giải quyết mọi việc cho thấu đáo nhất, chớ nóng vội mà hỏng việc. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp kỳ âm thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Sửu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên cần chú ý cẩn thận, dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, con giáp này có năng lực lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái. Tuy nhiên, những người tuổi Quý Sửu phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc, nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí mình đang có. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Nếu đã đến tuổi về hưu và theo nghiệp kinh doanh buôn bán tự chủ, sức cạnh tranh tăng lên đáng kể, khó triển khai kế hoạch như những gì đã tính toán trước, không có lợi cho việc cải thiện hiệu suất, nâng cao doanh thu. Đó là lý do bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực, thậm chí có thời điểm muốn buông xuôi, mặc kệ tất cả. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của đại tướng có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được Thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay.
Vậy nên, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vận tài lộc của tuổi Quý Sửu không khởi sắc trong tháng 8 âm lịch này. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học. Để tránh mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bể phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan. Việc chi tiêu trong tháng cũng cần tính toán cho thật khoa học, chớ nên tin người thái quá để rồi tiền mất tật mang. Ai xứng đáng chi tiền mới cho. Đồng thời tránh việc vung tiền theo sở thích và hứng thú nhất thời, kẻo lại hao tổn khoản tiền lớn. Tháng này khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào đó, phải hết sức cẩn trọng, kẻo tiền mất tật mang, gây hậu quả khôn lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân tị xấu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Quý Sửu có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Bạn sẽ mắc các chứng khó chịu về đường tiêu hóa, cảm cúm, sốt cao do thời tiết thay đổi, tiềm ẩn những mối nguy cơ ở tim mạch. Cần kiểm soát cảm xúc thật tốt, tránh xúc động mạnh, kẻo sẽ bị đột quỵ. Các gia chủ tuổi Quý Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Quý Sửu, tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù có một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Bạn cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy, cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất là giải quyết vấn đề này, bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Chuyển đoạn. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu. Và Tị thành Kim Cục, xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất và Tý tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Quý Sửu trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 8 năm 2022, tức ngày 3 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 8 năm 2022, tức ngày 15 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bạc Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tam Trá Mộc.
Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 8 năm 2022, tức ngày 8 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Giáp Tý, có nạp âm là Hạ Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 8 năm 2022, tức ngày 20 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Bính Tý, có nạp âm là Sản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như là tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi Quý Sửu trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn và thách thức chúng ta lớn. Vậy, quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống, mà hãy vững bước lên. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống, mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh, là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.